cái lô đàn của mình đây nha anh em, 10 cây toàn bộ là hàng Nhật bãi nha anh em nha. Lô này là mình tính thành lô cỏ luôn, 350.000 một cây, đồng giá nha, hết nha anh em nha. Thì mỗi cây nó như vậy nè anh em, về tự dọn nha. Cái này là mình bán là bán cho anh em cửa hàng nha, chứ mấy anh em mà không biết buôn bán là mang mấy cái này về không biết làm đâu nè. Đó, này là Morales nha. Đó. Rồi mua về tự dọn, anh em tự canh chỉnh cần phím, canh chỉnh dây đó làm sao làm nha. Bán nguyên lô chứ mình không có bán lẻ một cây nha. Nhiều anh em cứ hỏi mình bán một cây giá nhiêu. Này gì đây, Suzuki. Này Suzuki nha anh em. Đó, thì nó đều đồng giá nhau, 350.000 hết nha. 10 cây là 3,5 triệu anh em về tự dọn nha. Nhiều anh em kêu mình bán thử một cây không bao giờ bán, 2-3 cây cũng không bán, mình bán đúng 10 cây thôi nha anh em nha. Cho nên anh em nào mua lẻ một cây hai cây thì đừng có kêu mình nha. Từ cái này là mình bán nguyên một lô, bán cho anh em cửa hàng thôi, để người ta về người ta dọn người ta bán. Anh em về tự dọn lại giùm nha, phải biết nghề chút xíu. Đây nè, cái này cái gì mình cũng biết nữa. Nhìn cái tem đó nè, mình cũng biết nữa, này hàng nghệ nhân nha anh em. Tem Nhật nghệ nhân. Cái này là cái gì đây? Gaki da băng nè. Đó, anh em về tự dọn cái này đều đồng giá nhau hết nha anh em. Đây là Yamaha nhưng mà nó mất tem rồi anh em. Đây nè, tem nó rụng nó mất tiêu rồi. Khóa còn khóa Yamaha nha, khóa còn khóa Yamaha. Đó, đều đồng như nhau hết nha. Anh em về tự dọn chạy xước hay là có vấn đề gì về đèn anh em tự giải quyết nha anh em. 350.000 một cây, 10 cây là 3,5 triệu. Đàn này hoàn toàn không bán lẻ nha anh em nha. Hoàn toàn không bán lẻ. Anh em nào mua thì liên hệ mình nhanh, tại vì những cái lô mà ngon như vậy á rất là ít và rất là hiếm luôn nha anh em nha. Mình bán hết nguyên một lô không bán lẻ nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có nha. Cảm ơn anh em nhiều.